ơn cầu nha các bạn. Vậy chứ coi vô quét tường nha, đem vô quét tường rồi chụp luôn cái này luôn á. Bữa sáng má gặp mấy chị hay gì má? Sao có gặp? Sao má biết? Nghe quý nó nè. Đó, bây giờ mình rửa xong nữa các bạn. Rửa này xong là ta đem ra phơi nha, phơi cho nó vút vút, đem vô mình làm. Các bạn lấy đường này nha, chứ đừng lấy đường kia nha. Các bạn phải lấy đường tinh luyện. Các bạn, hôm nay má mình sẽ làm kiệu ăn Tết nha. Kiệu quế chấm tống rồi nha. Kiệu quế nha các bạn, 42.000 một ký. Này mua đại tóc luôn, xe về chứ không có mua đây 60.000 đi đó. Đó, khô queo luôn nha các bạn. Kiệu quế đây là mình ngâm. Ngâm rồi để mình sẽ làm. Mình ngâm tới ngày mai là mình phải làm nha các bạn. Chứ mà để qua mấy ngày nữa là mình sùi lên là dục luôn á, mất kiệu này. Đúng không má? À, rồi không hết rồi má ơi. Hai xô. Hai xô hả? Mình ngâm xô trước đi. Đổ nước vô rồi. Ngập hay gì má? Ngập. Mình sẽ ngâm xuống. Vô cái này là vô ăn cầu nha các bạn. Vậy chứ coi vô quét tường nha, đem vô quét tường vô là dục luôn cái này luôn á. Ủa sao má để nó bóp ra luôn vậy? Vậy má bóp thẳng nó xuống rồi, nó xuống mà tỏ còn nấu với má mà. Rồi, mình hẹn các bạn là ngày mai mình cắt nha. Một ngày mình ngâm kiệu rồi các bạn. Đó, giờ hai sư đồ biết sẽ làm kiệu. Làm hết 10 cái này xong xỉu luôn á. Làm hết này xỉu gì nữa. Làm cho kịp nắng nha. Không kịp nắng là rồi xuống luôn. Không kịp nắng là rồi, đem kiệu xào luôn. Có mua sẵn thịt bò. Kiệu này sao sao thịt bò? Thịt bò ở quê thì ngon lắm à. Thiệt á, ở ngoài á, ta mua sợi bò nhóc má nữa nè. Số ngày hình như bà Tám bán cơm gà chứ á. Bà nói trời, mày mua cái này mà mày sợi bò mẹ kiên luôn. Ở ngoài má cũng nghe ta nói vậy á. Trời ơi, làm kiểu có ăn đi sợi bò chết luôn à. Bữa sáng má gặp mấy chị hay gì má? Đâu có gặp. Sao má biết? Nghe quý nói nè. Hỏi qua thấy anh Tú đâu. Thôi ngủ đi. Sáng rồi. Điện quá trời quá đó. Rồi, bây giờ sư đồ bếp Tú và Kỳ Kỳ đã sẽ rửa kiệu 10kg nha các bạn. Đó, lọt từ sáng đến giờ mà được 10kg. Giờ làm ra ngoài hết mẻ phơi rồi, giờ còn mẻ này nữa, ráng tâm thủ rửa cho ấy. Rửa này một nước này đi lột ra nha, lột ra dở mấy lụa ra rồi xong rồi mình phải rửa lại thêm mấy nước nữa đó. Trời ơi nó nổi giống như mấy cá lòng tông mình làm lột bụng rồi nha. Đó, thấy mê chưa? Đó, bây giờ mình rửa xong rồi các bạn. Rửa này xong là ta đem ra phơi nha. Phơi cho nó vút vút, đem vô mình làm. Vút thì thơm, thở vút. Rồi thì khô luôn. Khô cho nó ấy, để nó ấy lại đó. Rớt rồi kìa. Cũng kiểu mình còn cứng nha, còn ta kiểu ra cho mình cực là đúng rồi kìa. Nó sao cái mình review cho các bạn xem. Ăn này thật sự mà tôm khô nữa ha. Xuyên về hoa mai lạc ấy. Cái như đó làm tết đôi hoài. Má không nở. Không đủ má ơi. Rồi bây giờ đại đầu bếp sẽ gom kiệu vô làm. Đây là mới có con mẻ thôi nha các bạn. Còn ở trong là đại, cái bên này là đại đầu bếp.
Còn kia là siêu thị bếp đang rửa đóng hả? Này khô luôn hả má? Khô rồi, vô là bỏ keo. Đó, giờ vô là bỏ keo luôn các bạn. Các bạn phải phơi nha, phơi cho nó khô, bật nắng. Này có bớt nắng hả má? Nắng quá trời, khô rồi. Nó khô rồi nè. Quá. Rồi đợi Tú hồi đem mẹ kia ra phơi. Mẹ kia chút nhiều quá này em á. Nhiều hơn. Cái này là một ký này ký kia hay sao má? Ăn lớp này lớp kia. Sao em ấy là ký củ kiệu còn nguyên á là 450 đường. Củ kiệu còn nguyên á. Bên đây làm dùng đường các bạn, mình ăn quanh năm suốt tháng nha. Còn bạn dùng giấm nấu là bạn ăn được có tháng 2 tháng này phải không ạ? Trời, bán nữa hư chịu hết trơn. Ăn nữa vài ngày nhắm chung. Đây. Trước tiên ai không biết á, thì cân. Còn đây là nhà là chuyên nghiệp rồi. Trời ơi. Do lớp đường, lớp kiệu. Đó. Chuyên nghiệp rồi đó, có khác chuyên nghiệp rồi đó. Lựa mấy cái cọng bự để dưới nha. Cái nhỏ để trên hả? Ừ. Má xếp không á? Không, khỏi. Thôi, sốc tại đây. Ôi cực quá quý ơi. Xếp cho đẹp. Mày mang xếp không? Làm sao nhà ăn mà chứ có gì quán đâu mà xếp thôi. Trời này mấy ngày má? Cái này nếu gà để lâu ăn ngon, còn muốn ăn 10 ngày ăn, còn nó để nửa tháng 20 ngày ăn. Mình ăn mà để càng lâu càng ngon, càng lên đường nó ngon. Cả năm còn được không má? Đúng rồi. Mà ở nhà mình chắc không tới cả năm đâu. Ừ. Gia viên là bắt tiêu rồi. Gia viên là hết. Nhà có 2 cái máy. Và đặc biệt cái món này mùng 3 Tết. Trộn gỏi gà. Trộn gỏi gà. Không, mùng 3 Tết thì quý ăn với lạc xưởng cũng ngon vậy quý. Lạc xưởng mà tôm khô đó các bạn. Hết keo nhỏ, giờ má chơi keo hết hồn luôn các bạn. Keo này gọi là keo đại rồi đó. Keo này là keo 5kg. Nãy là mấy keo có 1kg một à. Dồn vô được keo 5kg luôn các bạn. Đó. Ghê chưa? Còn nhiêu thuốc hết mà. Hết keo. Đổ luôn vô má, lấy gỗ đổ vô luôn đi. Cái nhà hết keo rồi, còn như đó à. Đó. Còn hủ kìa. À 10kg mà 10 triệu. Mấy cái đường á? 5 cái đường. Xíu hả? Đó, nãy giờ mình ghim xong rồi á. Xếp tại đầu bếp, giờ ghim nhà đậy nắp lại. Ủ mấy ngày má? 10 đến 10 ngày. Nửa tháng mới ngon. Ăn sớm thì nó bị hơi đáy. Nó nồng quá không? Để ra nước ra. Nước rồi mới thấy không nè. Ừ, ẩm ẩm à, nó hầm à. Để già bữa tự đào nó đâu. Giờ nó mới hầm à, hầm lời sáng giờ đó. Mình làm nguyên ngày luôn các bạn. Nguyên ngày, cái này là nguyên ngày. 10 cái kiệu là nguyên ngày luôn đó nha. Vậy đó mỗi năm gì làm mấy chục ký ăn, nay làm 10 ký không làm nữa. Dạ. Biết nó già nấu từ nấu đồ ăn thì nấu này kia vô của ta nó biết chút nữa. Rồi, xong. Rồi hẹn quý vị 15 ngày sau. 15 ngày sau là dở ra là ăn thơm bát ngát, ăn với lạc xưởng. Ăn với tôm khô. Ở nhà đã làm lạc xưởng tôm khô rồi. Đó, bây giờ của Kiều đã thành phẩm rồi các bạn. 15 ngày đó. Đã lên men rồi.